Thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 10, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo 40 năm phát triển và trưởng thành. Tại đây, các nhà khoa học, chư tăng ni điểm qua từng giai đoạn lịch sử, đặc biệt là tầm ảnh hưởng, lan tỏa tích cực của Phật giáo trong đời sống văn hóa và xã hội của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hội thảo nhận được sự quan tâm ủng hộ của hơn 60 học giả, nhà nghiên cứu, nhà tu hành. 53 bài tham luận viết về 6 chủ đề gồm lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Thanh Hóa qua các thời kỳ, văn hóa, lễ hội và nghệ thuật kiến trúc chùa xứ Thanh, Phật giáo Thanh Hóa và vấn đề an sinh xã hội, Phật giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, Phật giáo Nam Tông tại tỉnh Thanh Hóa, nguồn tư liệu Phật giáo Thanh Hóa mới. Đây có trình bày bài tham luận là kết hợp và sự sức mạnh của Phật giáo ở vùng Thanh Nghệ Tỉnh, tức là Bắc miền Trung, để đẩy mạnh toàn diện sự phát triển của Phật giáo ở cả vùng, mà chủ yếu là ba tỉnh Thanh Nghệ Tỉnh. Trong đó, ngành Hoằng Pháp cũng sẽ được thừa hưởng sự kết nối đó, sự kết hợp đó và sự chung sức đó. Các bài tham luận tập trung nghiên cứu nhiều vấn đề thuộc lịch sử, đương đại, chiến lược phát triển trong tương lai của Phật giáo Thanh Hóa. Bên cạnh chất lượng nội dung, các tham luận đều thể hiện sự nhận định, đánh giá khách quan mang tính tích cực, những mặt hạn chế tồn tại trong công tác Phật sự. Qua đó phát huy những điểm mạnh, đồng thời cải thiện các mặt hạn chế, hướng đến phụng sự đạo Pháp, phụng sự xã hội, phụng sự nhân dân. Cái bài viết của mình thì cái văn bia chùa Phật thời Lý ở Thanh Hóa thì muốn truyền tải một cái thông điệp là tuy là vùng đất biên viễn của Đại Việt khi xưa thời Lý, nhưng mà những Phật giáo đã có những cái bước phát triển rất là lớn và đạt nhiều thành tựu ở thời Lý, với hiện diện của nhiều các cái công trình chùa tháp mà văn bia đã được ghi lại. Chặng đường phát triển 40 năm Phật giáo Thanh Hóa là một quá trình đầy nỗ lực với rất nhiều thăng trầm khó khăn. Với những thành tựu đã đạt được, Phật giáo Thanh Hóa sẽ tiếp tục tích cực có những đóng góp quan trọng, xây dựng ngôi nhà chung giáo hội ngày càng vững mạnh.